thì mình dám tự tin phát biểu đấy là chẳng có cái cảm giác nào mà dùng sướng hơn cái cảm giác đấy là không dùng ốp, không dùng dán màn hình, tất tần tật đấy là dùng không như này. Đây là một cảm giác dùng sướng nhất, dùng sướng nhất. Và vì sao người ta cũng phải dùng ốp, ốp dán màn hình, tất cả các thứ đấy để bảo vệ máy. Nhưng bạn sẽ không cần đến những cái thứ đấy nữa. Nếu khi bạn bị rơi vỡ con mẹ cả màn hình rồi là móp hết các viền. Đây, hôm qua đang đi trên đường, đang đi trên đường rơi thì mất mấy triệu bạc, nói mà cháy nước mắt. Kính vỡ rồi, vỏ viếc xước sát móp méo hết rồi, thì bây giờ còn dùng ốp làm gì? Ừ, dùng sướng, sướng vãi cả đi, sướng vãi. Cảm giác dùng đúng đại gia, Rikit hay là đại gia hay là cái gì thì mình không biết, nhưng mà dùng thế này ừ đúng là sướng nhất. Nhưng chỉ cần một phát rơi thôi, chỉ cần một phát rơi thôi mất mấy triệu bạc. Đây, ôi con máy của tôi, con máy mới chơi active đủ 365 ngày đây, con máy vẫn quay trên. Chỉ có 45 phút là có ốp mà đi trên đường về, vô tình thế là nó đút ở túi hơi lỏng lẻo làm cái bộp một phát xuống màn hình. May hôm qua còn có dán màn hình chứ không thì em đi hết rồi. Thôi bây giờ dùng coi, dùng không ốp luôn. Mày có rơi nữa, mày có sức nữa thì kệ mẹ mày. Cho nên ai ấy, muốn dùng sướng ấy thì dùng không. Nhưng mình nói này, nếu ít tiền ấy, mua hàng đẹp ấy, nắp ốp vào đi, dán cường lực vào đi, chỉ cần một phát rơi thôi, tiền mất nhanh lắm, nhanh hơn tụt quần. Ui, cuộc quà rơi mà đến hôm nay vẫn còn thấy xót xa. Từ một con máy đẹp như thế mà cuối cùng thành một con lợn ghẻ, thành một con cóc ghẻ. Cảm giác dùng sướng, bây giờ thì cảm giác dùng sướng. Bình thường mấy hôm trước nên có dán màn hình, dùng trần mỗi lần để giống phải nhẹ nhàng, nót lên ví nào là để lên hộp thuốc. Nhưng bây giờ không cần, không cần nữa rồi, không cần nữa rồi. Đắng. Thế nha.